Hello, xin chào cả nhà, mời cả nhà chúng ta cùng làm đề tài tiếp theo, đó là đề tài về rank following, có nghĩa là phải trước, trái sau. Thì ở đây mình là đi thẳng con cái xe màu vàng phía bên tay phải mình nha, họ đi trong rừng ra, thì tất nhiên là họ phải chơi. Họ bảo là ở đâu mà không có biển báo giao thông mà có red flashing thì chỉ ở ngã ba ngã tư thôi. Ở đây giống như ở đây này, ở đây là không có biển báo giao thông thì bây giờ ta tính đến chuyện red flashing. Thì phía bên phải cái xe màu vàng ấy không có ai thì xe vàng được đi đầu tiên. Xe vàng đi đầu tiên xong rồi thì đến mình rồi đến xe mô tô. Thì đáp án một là tôi được đi trước xe mô tô ráp. Đúng rồi, tôi phải để mô tô ráp đi trước là sai. Tôi phải để xe màu vàng đi trước, đúng rồi. Chị comment. Gì comment ai này rồi xong, tức là mình đến một cái ngã tư mà mình không kịp nhìn cái biển báo thì bây giờ mình định như thế nào? Thì ở đây thì mình chọn đáp án cuối cùng là đúng thôi, mình phải chờ và mình chú ý giao thông thôi và mình thông cảm với cái xe đối diện, ý là thế. Trong mình thấy cái ngã tư và ở cái biển mà hình tam giác màu đỏ và có cái chữ giống chữ XC này ấy, thì ta chú ý là họ muốn nói với mình là chú ý ngã tư. Và ở đây thì họ nói là it's a for fast, không phải em đẹp với cô bê bê quy cơ bê rai cùng kết thúc cái đường đi bộ, cũng phải cái này là keep đi cho rê cần rách falling. Ở đây sẽ có là trái phải trước trái sau. Bốn xe cùng đồng. Bốn xe cùng đối đầu với nhau rồi thì bây giờ như thế nào? Thì ở đây ta chọn là đáp án giữa đi, ta phải có chữ facilitator tức là nhân quyền ưu tiên của mình là rất là tốt. Thế là sao? Hand second pocket. Ừ, ta có thể có chữ facilitator ấy là nhân quyền. Ở đây thì xe đạp là người bên phải của mình, mà bên phải xe đạp không có ai thì xe đạp phải đi đâu? Mình phải chơi ít mút va thèn thế thôi. Họ nói là mình ở trong in and out, tức là trong thành phố, ở ngã ba ngã tư đặc biệt chú ý. Ở đâu trong thành phố mà ở ngã ba ngã tư đặc biệt chú ý? Thì đáp án một là ở ngã tư hay là ở ngã ba, khuyên nên phó bê rách ốp sầm rồi vi cơ một cái bao dân, tức là ở ngã ba ngã tư thì mình phải chú ý là đường có lúc nó rộng, có lúc nó tốt, có lúc nó xấu, đúng không? Đúng rồi. Rồi đáp án hai họ nói là cái chiều rộng của đường luôn luôn đúng, nó sai. Đáp án ba họ bảo tất cả ngã ba ngã tư đều có rạch phô linh là sai. Ở đây là một con đường có nước và có lá vàng, dễ trơn trượt, Đông đá. đông đá. Họ nói tại sao ở đây mình phải đặc biệt chú ý? Thì họ nói là có thể là bên phải có một xe đi đến, đúng rồi. Rồi có thể bị trơn trượt, ruskify tức là có thể trơn trượt, đúng rồi. Chị Phanh. Rồi link có thể có một pho phát, link có pho phát là sai. Ở đây thì bên phải của cái xe đạp không có ai mà xe đạp cũng rẽ phải, cho nên xe đạp đi đầu tiên, xong rồi đến xe màu vàng, xong đến mình. Đáp án một tôi phải để cho xe vàng đi qua, đúng rồi. Xe vàng phải để cho tôi đi qua là sai. Đáp án ba là tôi phải để cho xe đạp đi qua, đúng rồi. Bên phải mình là có một cái xe boot đang dừng ở đó hay là đang đứng ở đó,
Thì ở đấy thì họ nói mình phải tính toán cái gì? Thì đáp án một là có thể đến ngã tư tôi phải chờ, phải dừng, đúng rồi. Đáp án hai là có thể là có một cái xe ở bên cạnh xe buýt. Và đáp án ba là có thể có người đi qua đường ở đó. Tất cả đều nguy hiểm, chúng ta phải tính toán. Ở đây thì bên phải xe đạp không có ai, thì bên phải xe mô tô rác không có ai, thì mô tô rác đi đầu tiên, xong đến mình đến xe đạp. Tôi được phép đi trước xe đạp, đúng rồi. Tôi phải để mô tô rác đi qua, đúng rồi. Mô tô rác phải để tôi đi qua, sai. Ta thấy cái xe mô tô rác họ đi trong đường một chiều ra, họ có quyền ưu tiên và họ cũng ở phía bên phải của mình, cho nên họ cũng được đi trước, mình phải chờ. Ich muss warten. Họ nói là ở đâu mà không có cái biển báo giao thông mà có red flag? Thì đáp án một là ở cái khu vực kết thúc khu vực người đi bộ, là không có ở Wall Street Alpharen, tức là người đi ở trong nhà ra cũng không có, thì nó chỉ có ở ngã ba và ngã tư thôi. Ở đây bên phải xe đỏ không có ai, xe đỏ sẽ là người đi đầu tiên, xong là đến mình, theo đèn xe xanh. Đáp án một tôi rẽ trước xe màu đỏ, đúng rồi. Sorry cả nhà. Tôi để xe đỏ đi qua, đáp án hai đúng rồi. Mưa mưa mông mông. Tôi phải để cái xe màu green đi qua là sai. Ở đây xe đạp đi đầu tiên, Phải rồi bởi vì bên phải xe đạp không có ai, xong đó là đến xe tải, xong đến mình. Tôi phải để LKV đi qua, đúng rồi. Tôi đi trước xe đạp là sai. Tôi phải để xe đạp đi qua, đúng rồi. Mình là người đi trong rừng ra thì mình phải chờ thôi, cái xe đấy nó chạy thẳng nó sẽ được đi trước. Ich muss warten, tôi phải chờ. Ở đây thì bên phải xe xanh không có ai, và xe xanh cũng đi thẳng, cho nên xe xanh để được đi đầu tiên, xong rồi đèn xe đạp rồi đến mình. Tôi đi, ich fahre, tôi đi sau khi bụt đi, đúng rồi, sau khi xe đạp đi, đúng rồi. Đi trước xe đạp là sai. Ở đây thì mình sẽ là người được đi đầu tiên vì bên phải của mình không có ai. Mình đi xong rồi thì đến mô tô rát, vì bên phải mô tô rát nó không có ai. Đáp án một tôi phải để mô tô rát đi qua là sai. Đáp án hai là tôi phải để cho máy cày đi qua là sai nốt. Đáp án ba là tôi được đi đầu tiên, đúng rồi. Cái xe màu vàng phía trước nó đi trong rừng ra thì mình đi thẳng thì mình sẽ được đi trước nó phải chờ. Xong rồi, nó đang thấy quen quen. Ok, nếu cả nhà thấy hay thì hãy like, chia sẻ, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được video mới. Hẹn gặp cả nhà ở đề tài tiếp theo. Cảm ơn cả nhà.